Chúng ta tiếp tục với bài 2.50. Từ 3 tấm gỗ có độ dài 56 đề, 48 đề, 40 đề, bác thợ mộc muốn cắt thành các thanh gỗ có độ dài như nhau mà không để thừa mẫu nào, hỏi bác cắt như thế nào để có độ dài lớn nhất có thể. Thì gọi độ dài cái thanh có cái mẫu gỗ thì đúng hơn, gọi độ dài thì thanh gỗ cần cắt là x, đơn vị là decimet, thì ta có là 56 sẽ phải chia hết cho x, bởi vì cắt là tất cả các mẫu gỗ nó phải bằng nhau. Hay nói cách khác là 56 nó là bội của x, hay là x là ước của 56 đi, x là ước của 56. 48 cũng chia hết cho x, và đương nhiên x cũng là ước của 48. 40 cũng phải chia đều được cho x, thì x cũng là ước của 40. Như vậy thì x sẽ là ước chung của 56, 48 và 40. Nhưng mà lại x lại lớn, cho nên suy ra x bằng ước chung lớn nhất của 56, 48 và 40. Dùng máy tính ta tìm được x. Alpha nhân 56, 48, 40 bằng, quên là nó chỉ làm được hai thôi, hai số một thôi, hai thằng này trước, 56, 48 được 8, sau đó là alpha nhân 8 với lại 40 và bằng 8 nhỉ, bằng 8 decimet. Xong lại 2.50. Hai chấm năm mốt, học sinh lớp 6A xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 7 đều vừa đủ. Hỏi học sinh lớp 6A là bao nhiêu học sinh, biết là số học sinh nhỏ hơn 45. Thì gọi số học sinh của lớp 6A là x học sinh, thì ta có x chia hết cho 2, cho nên suy ra x là bội của 2. X chia hết cho 3, bởi vì xếp hàng 3 cũng vừa đủ mà, thì x là bội của 3. X chia hết cho 7, x là bội của 7. Thì ba điều này suy ra x là bội chung của 237 và x nhỏ hơn 45. Bây giờ phải đi tìm bội chung nhỏ nhất của 237
thì mình sẽ thấy là độ chung nhỏ nhất của 23 là 6. 67 chắc là 42. Thôi cứ dùng máy đi. Alpha nhân 2 3 này bằng 6 này. Bây giờ đang tìm alpha chia. Alpha chia 2 3 bằng 6 này. Xong rồi alpha chia của 6 này với 7 bằng 42. Thì bộ chung nhỏ nhất là bằng 42. Thì suy ra bộ chung của 2, 3, 7 bằng bội của 42 bằng 0, 42, 84, vân vân. Trong tất cả các bội của 237 bội chung ấy thì chỉ có 42 là thỏa mãn, nhỏ hơn 45 đúng không, và lớn không. Vậy x bằng 42 học sinh. Xong, số học sinh của lớp 6 A là 42 học sinh. Hai chấm năm hai, hai số có bội chung và ước chung, biết một trong hai số bằng, tìm số còn lại. Thì nó có là a nhân b, tức là có cái công thức rồi, mình đã chứng minh ở trước rồi, đó là cho hai số a và b đúng không ạ, thì ta có hai số tự nhiên a b, ta có là a nhân với b thì bằng ước chung lớn nhất của a và b nhân với bội chung nhỏ nhất của A và B. Cho nên người ta sẽ có là hai số có bội chung nhỏ nhất, tức là cho số A bằng 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5 mũ 3. À đâu, không à, nhầm. Ở đây thì cho số A bằng 2 mũ 2 nhân với 3 nhân với 5, và số B thì chưa biết, số B đang cần tìm bội chung nhỏ nhất của A và B là bằng 2 mũ 3 nhân với 3 nhân với 5 mũ 3, và ước chung lớn nhất của A và B bằng 2 mũ 2 nhân với 5. Giờ ốp vào công thức thì ta có là a nhân b thì ta có là 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5. Đấy là a đúng không? Rồi nhân với b, b thì chưa biết vẫn là b, bằng ước chung lớn nhất là 2 mũ 2 nhân với 5. Nhân với bội chung nhỏ nhất là 2 mũ 3 nhân 3 nhân với 5 mũ 3. Ta rút gọn đi thì coi cả cái này này, đây là thừa số thứ nhất, đây là thừa số chưa biết này, đây là thừa số à, đây thừa số đã biết, đây thừa số nhất. Còn tất cả cái này mình coi là tích. Muốn tìm thừa số chưa biết ta nên tích chia cho thừa số đã biết. Nên là suy ra B nó sẽ bằng thừa số chưa biết là 2 mũ 2 nhân 5 nhân 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5 mũ 3. Chia thì mình để chia dọc, tức là chia dưới hạng phân số như này. 2 mũ 2 nhân 3 nhân với 5. Thì lúc đó là 2 mũ 2 với 2 mũ 2 này hết.
33 này hết, 55 này hết. Vậy là bằng B sẽ bằng 2 mũ 3 nhân với 5 mũ 3 thì bằng 10 mũ 3. Đúng không? 10 mũ 3 tức là bằng 10.000. B sẽ bằng 10.000. À, 10 mũ 3 là bằng 1.000, quên. 1.000, B sẽ bằng 1.000. Đấy, là bài 2.52. Bài 2.53 tìm x thuộc một cái tập hợp gồm 2, 4, 6 số. Bây giờ x trừ 12 chia hết cho 2. X trừ 12 chia hết cho 2 thì vì vì 12 đã chia hết cho 2 rồi. Thì ta biết là trong một cái hiệu có trong một hiệu có số bị trừ trừ đi số trừ một hiệu như thế này mà số bị trừ tức là x trừ đi 12 ấy, thì x là số bị trừ còn 12 là số trừ trong một hiệu mà chia hết cho 2, trong đó là 12 chia cho 2 rồi thì x cũng phải chia cho 2. Đấy, ý là như thế, cho nên là x là số chia cho 2 thì x sẽ thuộc một cái tập hợp gồm những số chia cho 2 mà dấu hiệu chia cho 2 là tận cùng bằng 0, 2, 4, 6, 8 thì ta sẽ có 50 là tận cùng bằng 0 này, 108 tận cùng bằng 8 này, 1, 2, 3, 4 tận cùng bằng 4 này, và 2020 là tận cùng bằng 0. Đấy là IA, x phải là một số chia cho 2. Về đến ý B, ý B cũng là một cái hiệu như thế nhưng mà không phải chia cho 2 mà bây giờ là chia hết cho 3 thì cũng tương tự như vậy, là vì 27 chia cho 3 rồi tức là x trừ 27 mà chia hết cho 3, trong đó mà 27 chia hết cho 3 rồi thì suy ra x cũng phải chia cho 3. X chia hết cho 3 thì x thuộc một cái tập hợp gồm những số chia cho 3. Những số chia cho 3 là tổng các chữ số chia cho 3. Trên 50 là tổng 5 không được, 108 là tổng 9, ok. 189 là tổng 18, 18 vẫn chia cho 3. 189 ok. 1234 là tổng tổng 10. Tổng 10 không chia cho 3. 2019 tổng 12 chia cho 3. 2020 là tổng 4 không chia cho 3. Đấy là ý B. Ý C. Ý C thì cũng tương tự thế luôn. Đó là x cộng 20 chia cho 5. X cộng 20 chia hết cho 5, trong đó 20 đã chia hết cho 5 rồi thì suy ra x cũng phải chia cho 5. Dấu hiệu chia cho 5 là những số có tận cùng bằng 0 và 5 chia cho 5, nên x sẽ thuộc tập hợp số tận cùng bằng 0, tận cùng bằng 0 ở đây không có tận cùng bằng 5. Đấy là xong ý C. Bây giờ đến ý D. Ý D thì cũng tương tự, một tổng chia cho 9, tổng gồm hai số hạng chia cho 9.
thì ta có là x cộng 36 chia hết cho 9 rồi, mà 36 là tổng 9 cũng chia hết cho 9 rồi. Thì suy ra x cũng phải chia cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 9 là tổng các chữ số chia hết cho 9. Như vậy ta có x sẽ thuộc một cái tập hợp 50 là tổng 0, 108 tổng 9 này, chia cho 9 này. 189 tổng 18 cũng chia cho 9 này. 1234 tổng 10 không chia cho 9. 2019 tổng 12 cũng không chia cho 9. 2020 không được. Mình hết cái bài 2.53. Sang bài 2.54. Thực hiện phép tính sau rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố. Thực hiện thì ta cứ lấy tay nhân người bình thường cộng vào. Tuy nhiên để làm tắt ấy, thì các bạn lấy máy tính là 14 bình cộng 5 bình cộng 2 bình bằng cái đấy 225, 225 ship phát ra 3 mũ 2 nhân 5 mũ 2 là xong. Như vậy các bạn bấm là bằng 225 xong rồi bằng 3 mũ 2 nhân 5 mũ 2 là xong nhé. Tương tự ta sẽ có bấm 400 chia 5 cộng 40 bằng 120. Các bạn viết bằng 120 xong các bạn lại viết bằng tiếp 23 nhân 3 nhân 5. Bài này theo tôi thì được quyền bấm máy rồi đấy. Bài 2.55 đến giờ phút này thì cũng bấm máy đấy. Ước chung là alpha nhân 21 và 98. Ước chung bằng 7. Bội chung là alpha chia 21 và 98. Hai chín tư tương tự ý B thì các bạn bấm như vậy thôi. Thế còn cái 256 cũng bấm máy luôn, tối giản hay chưa thì chúng ta bấm là một à đâu, chúng ta bấm là 27 phần 123 bằng phân số này chưa tối giản, ta sẽ phải chia cả tử mà mẫu cho ba thì bằng phân số mới là 9 phần 41. Vậy mình viết là 27 phần 123 bằng 9 phần 41. 33 phần 77 nhìn mắt đã biết là chia hết cho 11 rồi. 33 phần 77 sẽ bằng 3 phần 7. Chia cả tử mẫu cho 11. Thế còn 2.57 thì ta phải quy đồng về cùng mẫu. Ta sẽ có 5 phần 12 cộng với 3 phần 16 bằng 5 phần 12 thì các bạn cứ để nguyên vì đó là phân số tối giản. Còn 3 phần 10 3 phần 16 tối giản trước thì để lại. Có ai vừa gọi à? Vâng.
Chúng ta sẽ tìm bước 1 là tìm bội chung nhỏ nhất của 12 và 16. Bội chung nhỏ nhất là alpha chia của 12 và 16 bằng 48. Như vậy là 48. 48 chia 12 được 4 thì nhân cả tử mẫu của phân số thứ nhất với 4, tức là 5 nhân 4 trên 12 nhân 4 để mục đích đưa về cùng mẫu 48. 48 chia 16 được 3 thì nhân cả tử và mẫu của phân số thứ hai với 3. Thì ta có 20, 20 phần 48. 9 phần 48. Phải cùng mẫu thì mới nối tử vào được, là bằng 20 cộng 9 phần 48 thì bằng 29 phần 48. Thì kiểm tra lại bằng máy nữa xem 29 phần 48 đã là phân thức tối giản chưa, thì ta sẽ bấm là 29 phần 48 bằng 29 phần 8 tối giản. Kiểm tra lại đầu bài, đó là lấy 5 phần 12 cộng với 3 phần 16, 3 phần 16 bằng 29 phần 48. Ok. Bây giờ đến ý B là 4 phần 15. 4 phần 15 trừ đi 2 phần 9 bằng 4 phần 15 và 2 phần 9. Bây giờ phải tìm bội chung nhỏ nhất của 15 và 9 đã. Alpha chia của 15 và 9 bằng 45. 15 và 9 là bằng 45. 45 chia 15 bằng 45. 45 chia 15 được 3, như vậy nhân cả tử mẫu với 3. 45 chia 9 được 5 thì nhân cả tử và mẫu với 5. Thì nó sẽ bằng là 12 phần 45 trừ đi 10 phần 45. Thì cái chỗ là chưa cùng mẫu thì bây giờ chuyển về cùng mẫu. Lấy là mẫu 15 và mẫu 9 thì bây giờ là mẫu 45. Mẫu 45 khi cùng mẫu rồi thì nối tử vào là 12 trừ 10 trên mẫu viết một lần. 12 trừ 10 thì bằng 2. 2 phần 45. Sau đó các bạn kiểm tra lại đầu bài, tức là bấm máy lại đầu bài xem nó có đúng hay không. Những cái bài này không thể sai được. Lý do không thể sai được bởi vì chúng ta có máy tính để kiểm tra. Không thể hiểu nổi mà các bạn làm những bài này các bạn sai, các bạn chả dùng máy tính để kiểm tra thì nên vào về xong đến lúc lộ bài xong thì thì không thể chấp nhận được. Trừ khi là giáo viên không cho phép mang máy tính vào phòng thi thì phải chịu. Đó là hết bài 2.57. Bài 2.58. Có 12 quả cam, 18 quả xoài, 30 quả bơ. Mẹ muốn chia đều mỗi loại quả đó vào các túi quà, sao cho mỗi túi là cam, người xoài, người bơ đều như nhau, đều đều chia số quả nó đều. Thì có thể chia nhiều nhất là mấy túi? Thì gọi số túi cần chia, gọi số túi nhiều nhất cần chia, là x túi.
Đấy, chuối. Thì ta có là 12 quả cam á, là phải chia hết cho x cái túi này. Cho nên là 12 là bội hay là x, x là ước này. X bằng ước của 12. Sau đó lại 18 quả xoài này cũng phải chia đều cho x túi này. Cho nên x cũng là ước ước của 18. Rồi 30 quả bơ này cũng phải chia đều được cho x túi này, hay nói cũng khác, x là bằng ước của 30. Như vậy từ ba điều này ta suy ra là x là ước chung của 12, 18 và 30. Mặt khác là x lại lớn nhất. Vậy thì x sẽ bằng ước chung lớn nhất của 12, 18 và 30. Và nó sẽ bằng ước chung lớn nhất của 12, 18 và 30. Đó. Ước chung lớn nhất của 12, 18 trước xong bằng 6. Rồi bây giờ lại tính ước chung của 6 và 30. 6. Như vậy là chia được nhiều nhất là 6 túi. 6 đơn vị ở đây là túi. Đấy là xong bài 2.58. Bài 2.59. Bác Nam định kỳ 3 tháng một lần thay dầu, 6 tháng một lần thay lốp xe. Gì là 6 tháng nữa? À, xoay 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 lốp. Xoay là sao? 6 tháng một lần xoay lốp xe ô tô. À, lốp xe ô tô là đảo đấy hả? Đảo bánh trong ra bánh ngoài à? Cái này tôi không rõ lắm. Nếu bác ấy làm việc đó cùng lúc vào tháng 4 năm nay thì lần gần nhất tiếp theo bác ấy sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng này. Sau bao nhiêu tháng đấy hả? 3 tháng một lần. À, vào tháng nào? Ta gọi x là số tháng mà bác Nam số tháng gần nhất, số tháng gần nhất tôi số tháng gần nhất mà bác Nam sẽ phải gần nhất tiếp theo, số tháng gần nhất tiếp theo mà bác Nam sẽ phải vừa thay dầu xong lại vừa xoay lốp là x tháng, tức là sau x tháng thì bác ấy sẽ làm cả hai việc đấy. Thì ta sẽ là x sẽ phải chia hết cho 3. Bởi vì 3 tháng một lần thì thay dầu, 3 tháng nữa 6 tháng. X có thể bằng 3, bằng 6, bằng 9, bằng 12, đúng không? Hay nói cách khác là x là bội của 3. Và 6 tháng trên x cũng phải chia hết cho 6. Bởi vì là hay nói cách khác x là bội của 6. Có nghĩa là 6 tháng thì xoay lốp một lần, 6, 12, 18.
hay nó suy ra từ hai trên là tích, là bộ chung của 3 và 6. Và x lại nhỏ nhất, bởi vì gần nhất mà. X nhỏ nhất. Hay nói cách khác là x là bộ chung nhỏ nhất của 3 và 6. Thì chính bằng 6. Không cần máy. Vậy sau 6 tháng. Vậy sẽ sau 6 tháng thì bác Nam vừa thay dầu mà lại vừa thay lốp, nhưng mà họ không hỏi sau mấy tháng mà hỏi hỏi là tháng mấy, không phải mấy tháng mà là tháng mấy, tháng nào cũng là tháng mấy. Thì bây giờ đang là tháng mấy? Vào tháng 4. Tháng 4 cộng với 6 tháng nữa thì nó sẽ là vậy. Tháng 10. Tháng 10 thì bác Nam sẽ phải thay. Bác Nam sẽ phải thay dầu, vừa thay dầu mà vừa xoay lốp là tháng 10. Tháng đấy là tháng 5, trở lại là tháng 10. Bây giờ đang là tháng 4 thì 3 tháng nữa thay dầu, 6 tháng nữa thay dầu, 6 tháng nữa thay xoay lốp thì nó là tháng 10, thì làm phát nữa. Cái này mấy ông lái xe ông chả cần đi học đúng không, tự tính ra được. Bài 2.60 biết rằng 7997 là hai số nguyên tố, hãy tìm ước chung bội chung của hai số này. Hai số nguyên tố thì ước chung bằng 1 và bội chung thì bằng tích của hai số đấy nhân với nhau, tức là bằng 79 nhân 97. Tuy nhiên là tao có máy tính cho mình, là có nguyên hay không nguyên thì kệ bố chúng mày. Ví dụ như ước của 79 và 97 thì mình sẽ là ấn alpha nhân là ước chung lớn nhất của 79 97 bằng 1, là ước chung lớn nhất của hai số nguyên tố là bằng 1. Bội chung nhỏ nhất thì mình alpha chia của 7997. Xít 97 thì nó cũng trả luôn là 7663. Hoặc là lấy 79 nhân với 97 sẽ bằng 7663. Thế thôi. Như vậy với hai số nguyên tố thì ước chung lớn nhất luôn bằng 1 và bội chung nhỏ nhất thì luôn bằng tích của hai số đó, lấy hai số đấy nhân bằng nhau. 2.61 biết hai số tìm A và B, thì cái này lại biết hai số này, số này có ước chung lớn nhất bội chung nhỏ nhất như này. Thì tìm thì cái này nó lại áp dụng công thức là có là A nhân với B thì bằng ước chung lớn nhất của A và B nhân với bội chung nhỏ nhất của A và B. Nên cứ thế thay vào thôi. A là gì? A được gọi đặt A bằng 3 mũ A nhân với 5 mũ 2 đi, đúng không? Đặt B bằng 3 mũ 3 nhân với 5 mũ gì? B. Đấy, thì ước chung lớn nhất của A và B là bằng 3 mũ 3 nhân 5 mũ 2 rồi bội chung nhỏ nhất của A và B chính là 3 mũ 4 nhân 5 mũ 3. Vậy áp dụng công thức kia thì ta có A nhân B tức là 3 mũ A nhân với 5 mũ 2. Đấy là A nhân với B, B là 3 mũ 3 nhân với 5 mũ B thì bằng ước chung lớn nhất là 3 mũ 3 nhân với 5 mũ 2. Bội chung nhỏ nhất là 3 mũ 4 nhân với 5 mũ 3. Và nhìn cả hai bên có cái gì giống nhau thì mình được quyền chia cả hai vế cho, hoặc là
đến đây thì nếu như không thì mình rút gọn vào, mà chả có gì rút gọn gì. Có nhiều cách. Bên này ta có 3 mũ A nhân 3 mũ 3 là 3 mũ nhân thì bằng cộng 3 mũ A cộng 1 cộng 3 nhé. A cộng 3 nhân với 5 mũ 2 cộng B bằng. Đó. Bên này 3 mũ 3, 3 mũ 4 là 3 mũ 7. 5 mũ 2 nhân 5 mũ 3 là 5 mũ 5, nhân thì bằng cộng. Vậy thì nhìn đấy người ta biết ngay là A cộng 3 sẽ bằng 7. Đó, đầu của 3 mũ bằng đầu của 3 mũ. Đầu của 5 mũ bằng đầu của 5 mũ. Tức là 2 cộng B sẽ bằng 5. Thì suy ra là A bằng A cộng 3 bằng 7. Thì A bằng 7 trừ 3 và bằng 4. Đây là một phép cộng. Còn 2 cộng B mà bằng 5 thì suy ra B bằng 5 trừ 2 là B bằng 3. Như vậy là tìm được A B. Bài 2.62 là bác kia chăn vịt khác thường, buộc đi cho được chẵn hàng mới ưa. Hàng 2 xếp thế chưa vừa, hàng 3 xếp mà tự nhiên buộc đi chẵn chẵn hàng mới à. Hàng 3 xếp vẫn còn thừa một con, hàng 4 xếp vẫn chưa tròn. Hàng 5 xếp thiếu một con mới đầy, xếp thành hàng 7 đẹp thay. Vịt bao nhiêu tính được ngay mới tả. Thì gọi số vịt chưa đến 200 con. Thì gọi số vịt cần tìm là x con. Và đương nhiên là x nhỏ hơn 200. Thì ta thấy là hàng 2 xếp thấy chưa đầy. Tức là x không chia hết cho 2. Thế thì không phải là số chẵn, chỉ ra x là số lẻ. Hàng 3 xếp vẫn còn thừa một con, x không chia hết cho 3. Tức là mà x chia 3 dư 1. X chia cho 3 dư 1. Còn thừa một con mà. Dư một con. Dư 1. Hàng 4 xếp cũng chưa tròn, tức là x không chia cho 4. Hàng 5 xếp thiếu một con mới đầy, nghĩa là x cộng 1 thì chia hết cho 5. Thiếu một con mới đầy, tức là phải thêm một con nữa thì mới chia hết cho 5. Xếp thành hàng 7 đẹp thay vì x là bội của 7. X chia hết cho 7 thì suy ra x là bội của 7. Bội của 7 mình nhỏ hơn 200 đúng không? Bội của 7 nhưng mà không lấy số chẵn, bởi vì đã không chia hết cho 2 thì chắc chắn không phải số, vì không thể là số chẵn. Đó, cho nên là x thuộc một cái tập hợp là bội của 7. Bội của 7 và nhỏ hơn 200 thì nếu mình liệt kê nó ra ngay. Thứ nhất là không là số chẵn vứt. Đúng không? Không số chẵn vứt. Thứ hai là 7. Và phải cộng 1 chia hết cho 5. Vì vì nữa để mình loại cho nó nhanh ấy, vì x cộng 1 chia hết cho 5. Mà dấu hiệu chia hết cho 5 ấy thì phải tận cùng bằng 0 và 5, cho nên suy ra x tận cùng là 4 hoặc là 9. Bởi vì là 4 hoặc 9 cộng thêm 1 thì mới bằng 5, hoặc là 0 thì mới chia cho 5 được. 4 hoặc 9, thế cho nên là bội của 7 nhá, chị bắt đầu này. 0
7 x 0 bằng 0, 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 14, 7 x 3 21, 7 4 28, 7 5 35 76 42 77 49. Thì mới có tận cùng bằng 9 này. À chứ, chưa chưa. Còn có 72 10 à 70 là 0 này. 71 là 7 này, 72 14, 14 là có 14 này. Nhưng mà 14 là số chẵn. Bắt buộc x thì còn phải là số lẻ đấy nhé. Tận cùng bằng 4 và x thì phải là số lẻ. Cho nên 14 cũng lấy 73 21 à 72 14 73 21 74 28 75 35 76 42 77 49. 49 vừa là số lẻ vừa tận cùng 9 được. 77 49 78 56 79 63 70 70 7 11 77 7 nhân 12 7 nhân 12 là 84, 7 nhân 13 cứ 73 là đuôi 21 là vứt nhá. 7 nhân 14 là đuôi 4, 7 4 28 vứt này. 7 nhân 15 là đuôi 5 vứt này. 7 nhân 16 là đuôi 2 vứt này. 7 nhân 17. 7 nhân 17. 77 49 viết 9 nhớ 4. 71 là 7 nhân 4 11, 119. 119 để vào đây. 7 nhân 17 đúng không? 7 nhân 18 là 56 là đuôi 6 vứt này. 7 nhân 19 là 79 63 đuôi 3 vứt này. 7 nhân 20 là 140 đuôi 0 vứt này. 7 nhân 21 là đuôi 7 vứt này. 7 nhân 22 là đuôi 4. 7 nhân 22 là đuôi 4 này. Tôi sẽ làm 7 nhân 22 là không mình lấy đi đâu. Tôi biết hết nữa. 7 nhân 22 154 154 số chẵn rồi vứt. 7 nhân 23 73 21 vứt. 7 nhân 24 74 28 vứt. 7 nhân 25 75 35 vứt. 7 nhân 26 42 vứt. 7 nhân 27 7 nhân 27 bằng 189. 189 7 nhân 28 vứt. 7 nhân 28 là 78 6 7 nhân 9 6 3 7 nhân 30 là vượt 200 rồi, không thử nữa. Vậy thì có thể là ba số này thôi. Ba số này thì phải thử lại. Thứ nhất chia cho 2, chắc chắn là không có số nào chia cho 2. Hàng 2 xếp thấy chưa vừa. Hàng 3 xếp thấy còn thừa một con. Tức là ông phải chia cho 3 dư 1. Để xem ông nào chia 3 dư 1 nha. 49 chia có dư cho 3 bằng. Ok này, 49 chia cho 3 dư 1 này. Mãn là cái này chia 3 dư 1. Chia cho 3 dư 1 là ông 49 này. Hàng 2 rồi nha, hàng 3 thất thường con, hàng 4 xếp lượng chia tròn, ông này chắc chắn không chia cho 4. Hàng 5 xếp thiếu một con mới đầy. Thì bây giờ nếu 49 cộng 1 là bằng 50. Ok, 49 là thỏa mãn này. Tiếp nha, 119 thì sao? 119 thì bây giờ chia cho 3 xem có dư 1 không. 119 chia có dư cho 3. Dư 2 không được rồi. 119 sẽ loại. Vì nó chia 3 dư 2 mất rồi. 189 chia cho 3 xem. 189 chia có dư cho 3. Dư không, không được. À, tổng tám. Thế thì chỉ có 49 con vịt là ok. Không có cái đáp án là 49 con.
Ủa, lớp 6 còn nhiều ghê nhỉ? Bây giờ mình sẽ làm bài 3.1. Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C? Thì từ 0 lên là số dương, đây 0 đây này. Đúng không? 0 đây. Thế thì chắc chắn là nhiệt kế này chỉ số âm rồi. Mà không biết là bây giờ là chỉ kiểu này là bao nhiêu, nhìn chưa hiểu. Mỗi một vạch nhỏ, ví dụ mình nhìn từ từ 20 đến 30 là mấy vạch? Bé tí này nhìn thấy cái gì? Cho zoom to bên này lên xem. Từ 20 đến 30 là có 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 vạch. Như vậy mỗi một vạch này là 2 độ. Mỗi một vạch này là 2 độ. Thế bây giờ là từ... Nhưng mà chỗ này nó trống mất rồi. Từ 10 đến 20. Đoạn trống từ 10 đến 20 là 5 vạch. Mà trừ đi 1, 2, 3 vạch thì còn 2 vạch. Trừ đi 1, 2, 3, 4 vạch. Thì chỗ này khoảng âm mỗi một vạch, tính được. Mỗi một vạch là 2 độ thì thành âm 2, âm 4, âm 6 độ. Khoảng âm 5 hoặc là âm 6 độ. Nhầm, nó số chẵn cho nên là sẽ là âm 6 độ nhé. Cái ý, cái nhiệt kế đầu tiên sẽ là âm 6 độ. Nhiệt kế đầu tiên đâu đó khoảng âm 6 độ. Đây, 3 vạch này. Âm 6 độ. Âm 6 độ C. Cái nhiệt kế thứ hai thì chắc chắn là nó lớn hơn không rồi. Cho nhiệt kế thứ hai thì chẵn zin ở 30 độ C. Nhiệt kế thứ hai này thì ở 30 độ C. Nhiệt kế thứ ba thì đúng tại 0 độ C luôn. Nhiệt kế thứ ba 0 độ C. Và nhiệt kế cuối cùng thì tụt xuống âm 20 độ C. Âm 20 độ C. Như vậy là xong nhé. 3.1 nhắc lại này. Khó nhất là cái là nhìn ba vạch nhỏ thụt xuống dưới 0, âm 6 độ vì mỗi một vạch nhỏ là 2 độ. Nhiệt kế thứ hai 30, nhiệt kế thứ ba 0, nhiệt kế thứ tư âm 20. Xong. Bây giờ đến bài 3.2. Hãy sử dụng nguyên số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của các câu dưới đây. Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan là khoảng 45 mét và độ sâu lớn nhất là 80 mét dưới mực nước biển. Dưới mực nước biển có nghĩa là độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan là độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan là âm 45 mét. Độ sâu trung bình thì phải viết là độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan. Thái Lan là âm 45 mét so với mặt nước biển. Tức là lấy mặt nước biển ra xong rồi mình đo xuống bên dưới thì nó sâu xuống dưới là 45 mét. 45 mét là nước, xong rồi mới chạm với thềm đất đá. Thế và độ sâu lớn nhất, độ sâu lớn nhất của vịnh Thái Lan, của vịnh Thái Lan là âm 80 mét so với mặt nước biển, so với mặt nước biển. Đó.
Như vậy là nếu mà chúng ta dùng số âm thì chúng ta so với cái gì? Là so với mặt nước biển. Thì âm có nghĩa là dương là mình cao lên trên và âm là mình sâu xuống dưới. Đấy là xong. Thế còn ý B, mùa đông ở Siberia, ở Nga đó, dài và khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình tháng 1 là 25 độ C dưới không, có nghĩa là nhiệt độ là lúc đó người ta chỉ cần ghi là âm 25 độ C thì hiểu nó là 25 độ dưới không, tức là âm 25 độ C, tức là nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Siberia, Nga là âm 25 độ C. Thế là xong. Tiếp. Năm 2012, núi lửa gì đây? Không biết. New Zealand phun ra cột tro từ độ sâu 700 mét dưới mực nước biển. Thế là cái núi lửa này nó nằm ở trong lòng của đại dương và nó phun vào nước biển. Thì ta có là âm 700 mét. Âm 700 mét so với mặt nước biển. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là năm 2012 núi lửa biết đọc núi lửa đọc trong tiếng Việt là Havere Bắc New Zealand phun ra cột tro từ độ cao âm 700 mét so với mặt nước biển. Chúng ta có thể ghi như vậy. Ba chấm ba, ba chấm ba vừa dưới rồi trên, thế thì phải thu nhỏ hơn. Ui, cái gì vậy? Gì vậy? Thêm tí nữa thì vẫn được. Ba chấm ba là gì? Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào, diễn tả bằng một câu không sử dụng số âm. À, không sử dụng số âm à? Rồi, ok. Đó là khi máy bay ở độ cao 10.000 mét, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến âm 50 độ C. Thì mình trả lời là viết thành là sửa cái chữ âm 50 độ C thì mình viết thành 50 độ. 50 độ dưới dưới 0 độ. Thì nó giống cái bài đây 25 độ C dưới 0 độ C. 25 à thì là mình sẽ là khi máy bay bay ở độ cao 10.000 mét nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến 50 độ dưới 0 độ. Thế là 50 độ xuống đến 50 độ C dưới 0 độ. 50 độ C dưới 0 độ C. 50 độ C dưới 0 độ C. Đó. Cá voi xanh có thể lặn được âm 2.500 mét. Thì sẽ lại bắt chước cái bài trên thôi, bắt chước cái bài kia thì có nghĩa là cái bài là 45 mét dưới mực nước biển đó, thì sẽ ghi là cá voi xanh có thể lặn được 2.500 mét dưới mực nước biển.
Đó. Thì lúc đó mình không ghi âm 2.500 mét nữa mà mình sẽ ghi được là 2.500 mét dưới mực nước biển. 2.500 mét dưới mực nước biển. Thế thôi. Hãy biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số. Trục số thì các bạn sẽ vẽ một cái đường thẳng, trục số là một đường thẳng có một cái gốc ô, có một gốc ô có cái mũi tên là chiều dương, thì ta biết là bên phải có số 3, số 4 và số 6, 1 2 3 4 5 6, thì ta sẽ biểu diễn số 3, số 4 và số 6. Thế còn bên kia là âm 3, âm 5, âm 4. Thì đối diện sang bên này về chiều âm, âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, âm 5. Thì bên này có âm 3, 1, 2, âm 3, âm 4 và âm 5. Các bạn để đơn vị nó rộng rộng ra thì điền số nó đẹp. Thế thôi, là hết cái bài 3.4. Ba chấm năm, các điểm biểu diễn những số nào? Chúng ta cứ đến từ không ra thôi. Đó. Đến từ không đi sang chữ dương trước nha. Không, một, hai, ba, bốn, năm. Như vậy điểm C là 5. 6, 7, 8, 9. Điểm A là 9. Đếm ngược lại. 0, trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4. Điểm B là trừ 5. Xong. Bây giờ đến bài 3.6, hãy sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần, chắc chắn là phải từ âm đến gì đến dương. Cái giá trị tuyệt đối nó càng lớn thì nó càng nhỏ, như vậy giá trị tuyệt đối của số âm gồm có trừ 3, trừ 7, trừ 1, trừ 8, thì trừ 8 là số âm nhỏ nhất. Sau đó đến trừ 7, sau đó đến trừ 8, trừ 7, trừ 3, trừ 2, có trừ 2, à không có, không thiếu trừ 2, trừ 8, ở đây sắp xếp mình đầy xem, trừ 8, trừ 7, nhỏ hơn trừ 7, trừ 7, nhỏ hơn trừ 3, này. Trừ 3, nhỏ hơn trừ 1, này. Trừ 1 thì nhỏ hơn 0, này. 0 thì nhỏ hơn, 0 thì nhỏ hơn 4, này. 4 thì nhỏ hơn 7. 7 chính là cộng 7. 7 thì nhỏ hơn 15, cộng 15. 15 thì nhỏ hơn 25. Số dương thì thích thì biết dấu cộng, không biết thì thôi, vẫn là số dương. Nhưng số âm là bắt buộc phải biết dấu trừ, vì nếu không biết dấu trừ thì nó trở thành số dương. So sánh hai số, so sánh hai số âm ấy thì mình bỏ cái dấu đi, mình bỏ cái dấu đi, tức là mình có 39 thì chắc chắn lớn 54, bạn biết thì suy ra mà thêm cái dấu âm vào thì trừ 39 nó lại nhỏ hơn 54. Đó. Cho nhỏ hơn trừ 54 à đâu nếu mà để 39 so với 54 thì mình biết là 39 nhỏ hơn 54, thì cho cái dấu trừ vào thì trừ 39 nó lại lớn hơn trừ 54, cứ như thế mà làm nó dễ, tức là cứ lớn lại nhỏ, nhỏ lại lớn. Cũng tương tự như vậy, mình so sánh 3179, 3179 với 3279. 3179 thì kiểu gì chả nhỏ hơn 3279.
thì thêm dấu trừ vào thì nó lại đảo lại, thì suy ra là âm 3179 nó sẽ lớn hơn âm 3279. Đúng không? Thế còn cái bài 3.8 liệt kê các phần tử x là các số nguyên từ âm 2 cho đến nhỏ hơn 4, chúng ta sẽ liệt kê thôi, là x là tập hợp A sẽ bằng âm 2 là lớn hơn bằng, cho nên là lấy âm 2, âm 2 thì đến âm 1, âm 1 thì đến 0, 0 thì đến 1, 1 thì đến 2, 2 thì đến 3, nhưng mà không lấy 4, nhỏ hơn hẳn 4. Thế còn B, liệt kê B ra thì có không lấy âm 2 thì lớn hơn hẳn âm 2 thì sao có âm 1 thôi. Âm 1, 0, 1, 2, 3 và lấy cả 4 bởi vì nhỏ hơn hoặc bằng 4. Vậy là 3.8 là xong. Rồi, cái video này để gọn đến 3.8 nhé.